Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm của kênh điện tử DT. Ở video này mình sẽ review về modem 6 relay kích mức thấp có opto cách ly. Sản phẩm có cấu tạo gồm có 6 relay, tương đương chúng ta có thể điều khiển đóng ngắt 6 thiết bị AC hoặc là DC với dòng chiều tải là 10A. Sản phẩm sẽ sử dụng điện áp là 5V và kích relay ở mức thấp và có opto cách ly. Trên mặt sẽ có LED để hiển thị trạng thái đóng ngắt của relay. Hiện tại sản phẩm đang được bán trên website điện tử dt.com. Từ trình duyệt các bạn truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DT4056. Sau đó xem chi tiết. Và trên mặt sẽ có ký hiệu gồm GND và I1 cho đến I6 và VCC. GND và VCC phía bên tay trái là chúng ta để dành cấp nguồn 5V vào cho mạch. I1 cho đến I6 và chúng ta sẽ kích ở mức thấp các ngõ vào này. Và phía bên tay phải sẽ có ký hiệu là GND VCC và JD VCC. Theo mặc định thì sẽ có một zoom để kết nối giữa chân VCC và chân JD VCC. Chân JD VCC là chân cấp nguồn hoạt động cho relay. Như vậy khi chúng ta cấp nguồn 5V vào GND và VCC bên phía tay trái thì mạch sẽ sử dụng chính nguồn 5V từ VCC để truyền qua chân JD VCC để nuôi relay khi relay đóng. Và bây giờ mình ví dụ là mình sẽ lắp cho các bạn xem. Và ở đây mình đã cấp 5V vào GND và VCC. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng điện áp ở mức thấp, là điện áp mà mình đã cấp cho chân GND. Và mình sẽ kích cho chân I1. Và relay ở K1 đã đóng. Và đèn báo hiệu ở I1 sẽ sáng. Và cũng như vậy mình sẽ kích tiếp chân I2, I3, I4, I5 và I6. Và ở đây mình đã đo được dòng kích của một relay là nằm trong khoảng 0,075A nha mày. Và mình đã kích ở mức thấp hết 6 relay. Và dòng hiện tại mình đo được là 0,412A. Và tiếp theo mình sẽ cấp nguồn riêng cho chân CD VCC là nguồn cấp cho relay. Ví dụ ở đây mình sẽ có một adapter 5V. Và ví dụ ở đây mình sẽ cấp 5V vuông từ adapter vào chân CD VCC và âm mình cấp vào GND. Như vậy bây giờ hiện tại thì mạch kích và opto đã sử dụng nguồn riêng và relay đã sử dụng nguồn riêng từ adapter. Để trở lại trạng thái ban đầu thì mình sẽ cắm zoom lại từ VCC sang JD VCC. Và video review về sản phẩm modem 6 relay kích mức thấp có opto cách ly của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nếu hay hãy like và đăng ký để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.